Để kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh COVID-19, hạn chế tối đa số người dương tính với virus SARS-CoV-2, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tạm dừng sử dụng lao động cho đến từ tỉnh Bắc Giang. Theo đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông báo cho người lao động đến từ tỉnh Bắc Giang tạm thời nghỉ việc, cách ly tại nhà, khai báo y tế với địa phương để thực hiện rà soát, theo dõi sức khỏe cho đến khi có thông báo mới. Những người đã từng đi, đến, ở và về từ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 3 tháng 5 năm 2021 đến nay cần thực hiện ngay việc cách ly tại nhà và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng để được tư vấn và hỗ trợ. Ngay trong ngày 17 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng đã có văn bản yêu cầu lao động là người tỉnh ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ở lại, không về quê để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.